Em lên đây nên trời nó đẹp. Bữa hôm có nhà nhà kia lên ở 3 ngày, 3 ngày trời mưa. Đúng rồi, bao nhiêu một đêm anh? Giá cho quốc yên. Rồi, bao nhiêu một đêm anh nhỉ? Giá dao động từ 2.8 triệu cho tới 3.5 triệu một đêm, một phòng dành cho hai lớn và một bé. À, vậy cũng được. Mẹ ơi. Từ từ con vô ăn đã rồi chơi. Lần đầu tiên biết khu đẹp gì ta? Ok, để bữa nào mình đi thêm chuyến nữa bà đặt khách sạn ở đây. Đúng rồi. Ok, ngồi lại được. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Câu tuần này là nó dài. Dài nếu như nhưng mà nếu như nó có xỉu luôn á.